Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và thì mình cũng xin lỗi cả nhà vì những ngày vừa qua mình cũng đăng clip khá là ít, cũng như nghỉ khá là nhiều ngày mà để giống như là giải quyết một số công việc, cho nên không có đăng clip thường xuyên như lúc trước. Và hôm nay thì mình trở lại đây để dẫn cả nhà đến với những bản tin hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Cảnh sát Mỹ gây phẫn nộ vì bắn chết chó cưng của dân. Sĩ quan Baumer gây phẫn nộ cho người dân Ohio, Mỹ khi nổ nhiều phát súng bắn chết con chó cưng của gia đình Kane. Hàng chục người dân ngày 7 tháng 7 tổ chức tuần hành công lý cho DC bên ngoài sở cảnh sát Lorain, bang Ohio, Mỹ để yêu cầu sa thải sĩ quan Elliot Baumer, người đã nổ súng bắn chết chó cưng DC của gia đình Samicker hồi cuối tuần qua. Video quay bằng camera gắn trên người cảnh sát Baumer cho thấy, trong lúc anh đang tuần tra, đã bắt gặp Kerr cùng 4 con chó lớn đi dạo trên vỉa hè. Baumer sau đó yêu cầu Kerr xích dây vào cổ vật nuôi của mình. Trong lúc gia đình Kerr đang cố xích 4 con chó, DC giống Golden Retriever đã chạy về phía Baumer, khiến sĩ quan này nổ súng. DC trúng đạn và lết trên đường, nhưng Baumer tiếp tục bắn thêm phát súng nữa vào người con vật. Anh đã giết chó của tôi rồi, sao anh lại làm như vậy? Kane hét lớn khi chứng kiến sự việc. Hãy lùi lại, con chó của gia đình có ý định tấn công tôi, Baumer giải thích. Kerr tiếp tục hét lớn khẳng định chó cưng DC của cô hoàn toàn vô hại. Vài người trong khu phố sau đó tiến lại an ủi cô. Kerr cho rằng đáng lẽ sau phát súng đầu tiên, cảnh sát Baumer nên để gia đình đưa DC đi chữa trị thay vì tiếp tục bắn thêm 3 phát khiến con vật tử vong. Trong cuộc tuần hành hôm qua, nhiều người đã yêu cầu giới chức sa thải Baumer. Sở cảnh sát Lorain xác nhận đang điều tra sự việc và cảnh sát Baumer đã được cho nghỉ phép trong thời gian này. Tin tiếp theo, Mỹ hứng chỉ trích khi chuyển đạn chùm cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho rằng đạn chùm DBECM sẽ giúp Ukraine đạt bước tiến trên chiến trường, nhưng các tổ chức nhân quyền chỉ trích gay gắt loại vũ khí này. Ít nhất 38 tổ chức nhân quyền đã công khai phản đối việc chuyển giao đạn chùm cho Ukraine, nơi họ cho rằng loại vũ khí này đã được cả Kiev và Moscow sử dụng. Những thứ này đã hiện diện khắp Ukraine và cần phải được dọn sạch. Đó không phải cái cớ đủ thuyết phục để Mỹ gửi thêm, Sarah Yager, giám đốc tổ chức giám sát nhân quyền HRW, trụ sở tại Washington hôm 7 tháng 7 cho hay. Các nghị sĩ, nhà hoạch định chính sách và chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể sẽ suy nghĩ lại khi thấy ánh những đứa trẻ bị thương tật bởi bom, đạn chùm do Mỹ sản xuất. Bình luận của Yager được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kohn cho rằng việc cung cấp đạn chùm sẽ giúp Ukraine duy trì khả năng chiến đấu. Điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là nước này thua trận chiến. Chúng tôi muốn đảm bảo người Ukraine đủ đạn dược để tiếp tục chiến đấu trong bối cảnh cuộc phản công diễn ra chậm hơn một chút so với kỳ vọng, Kho nói. Thêm rằng, Lầu Năm Góc đang hợp tác với Ukraine để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ quân sự thứ 42 cho Ukraine với các tổ hợp pháo và đạn dược, trong đó có đạn thông thường cải tiến đa dụng DBECM, hiệu quả cao và đáng tin cậy. Cơ quan này cho biết đã tham vấn rộng rãi với Quốc hội Mỹ cùng các đồng minh và đối tác về quyết định cung cấp DBECM. 18 thành viên trong NATO đã cấm bom, đạn chùm và nhiều khả năng không ủng hộ quyết định của Mỹ. Ngoại trưởng Đức Angela Baerbock hôm 7 tháng 7 nói rằng Berlin ủng hộ công ước về bom, đạn chùm, trong đó cấm sử dụng loại vũ khí này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từ chối bình luận về quyết định của Mỹ, nhưng cho biết các quốc gia thành viên được tự do đưa ra lựa chọn của riêng họ về vũ khí. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phản đối động thái này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không muốn bom chùm, đạn chùm tiếp tục được dùng trên chiến trường, phát ngôn viên của ông Guterres cho biết. DBECM là đạn pháo hoặc đầu đạn tên lửa được thiết kế nhằm phát tán bom con, đạn con để phát nổ trên khu vực rộng lớn, phá hủy xe tăng, thiết giáp và gây thương vong với lính bộ binh. Những quả đạn con có thể không phát nổ khi tiếp đất và tạo rủi ro lâu dài cho bất cứ ai chạm phải, tương tự mìn. Hạ nghị sĩ Risty Holland cho rằng chiến thắng không thể đến khi cái giá phải trả là giá trị về nền dân chủ Mỹ. Sử dụng đạn chùm là bừa bãi và tôi cực lực phản đối việc cung cấp những thứ vũ khí này cho Ukraine, bà cho hay.
Tin kế tiếp, dọa đánh bom máy bay vì sợ xã hội đen thủ tiêu. Một hành khách dọa giết tất cả mọi người bằng bom và yêu cầu chuyển hướng máy bay Alaska Airlines để chạy trốn băng đảng Sinaloa. Sự việc xảy ra ngày 5 tháng 7 trên chuyến bay 334 của hãng hàng không Alaska Airlines di chuyển từ Alaska đến Seattle. Randall Scott, 38 tuổi, hành khách đi vé hạng nhất, gửi ghi chú cho một tiếp viên, đe dọa giết toàn bộ 117 người trên máy bay nếu phi công hạ cánh ở Seattle. Có một quả bom trên máy bay, đây không phải trò đùa. Tôi có vài cân thuốc nổ tự chế trong hành lý xách tay và tôi đang giữ thiết bị kích nổ. Hãy làm theo những gì tôi nói, nếu không tôi sẽ cho nổ và giết toàn bộ người trên máy bay, ghi chú viết nghệch ngoạc ở mặt sau một tờ hóa đơn của Scott có đoạn. Người đàn ông này yêu cầu máy bay đổi địa điểm hạ cánh khác ngoài Seattle, bất kỳ sân bay nào cũng được, tôi không còn gì để mất. Tôi nhắc lại, nếu hạ cánh ở Seattle, tôi sẽ cho nổ, Scott, người uống hai chai vodka, trong chuyến bay viết. Scott cho biết sẽ đầu thú khi đến nơi, nhưng yêu cầu tổ bay giả vờ như có một số trục trặc kỹ thuật cần xử lý và không liên lạc với truyền thông cho đến khi anh này đầu thú. Chuyến bay 334 phải đổi lịch trình và hạ cánh lúc 17:30 tại sân bay quốc tế Bosken ở Washington, cách Seattle hơn 440 km. Giới hành pháp nhanh chóng có mặt và bắt Scott sau đó. Scott khai rằng thông tin trong ghi chú không có thật, anh không có bom, nhưng muốn bị cảnh sát bắt vì các thành viên của băng đảng Sinaloa đang đợi để tra tấn sau khi anh hạ cánh xuống Seattle. Sinaloa là tổ chức tội phạm chuyên buôn bán ma túy và rửa tiền được thành lập ở Mexico vào cuối những năm 1980. Băng đảng cũng hiện diện tại một số khu vực khác ở Mỹ Latin và một số thành phố Mỹ. Tuy nhiên, Sinaloa không được biết đến có hiện diện lớn ở Seattle. Giới thức chưa xác định mối liên hệ giữa Scott và băng đảng Sinaloa. Nghi phạm cho biết đã cân nhắc các giải pháp khác như hành hung một tiếp viên hoặc mở cửa máy bay để hạ cánh. Hoặc mở cửa máy bay để tránh hạ cánh xuống Seattle. Người đàn ông này từng có tiền án bắt cóc, cướp tài sản. Sân bay Bosken, Mỹ phải đình chỉ hoạt động trong thời gian ngắn trong quá trình điều tra diễn ra. Giới hành pháp sau đó không phát hiện vật liệu nổ trên máy bay. Cost đang bị tạm giam tại nhà tù hạt Bosken. Anh ta đối mặt với cáo buộc đưa ra thông tin sai lệch và lừa biệt, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và phạt tiền 250.000 USD. Mỹ tiêu hủy vũ khí hóa học cuối cùng. Tổng thống Biden thông báo đã tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học theo nghĩa vụ trong công ước quốc tế. Hôm nay, tôi tự hào thông báo rằng Mỹ đã tiêu hủy an toàn số bom, đạn cuối cùng trong kho dự trữ đó, đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến một thế giới không còn nỗi kinh hoàng của vũ khí hóa học. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 7 thông báo, hoạt động này nằm trong khuôn khổ Công ước về vũ khí hóa học CWC, có hiệu lực từ năm 1997. Theo Công ước, các quốc gia có nghĩa vụ khai báo và tiêu hủy kho vụ dự trữ vũ khí hóa học của họ. Mỹ là bên cuối cùng ký CWC. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OBCW gọi việc hủy tiêu hủy vũ khí cuối cùng là thành công trong lịch sử giải trừ quân bị. OBCW cho biết thông báo của Mỹ đồng nghĩa toàn bộ kho dự trữ vũ khí hóa học đã biết trên thế giới được xác minh là bị tiêu hủy và không thể đảo ngược. Thông báo tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học được Tổng thống Biden đưa ra sau khi một cơ sở của lục quân Mỹ tại bang Kentucky cho biết đã hoàn thành công việc loại bỏ khoảng 500 tấn chất hóa học gây chết người. Mỹ từng cất giữ nhiều loại đạn pháo và rocket chứa chất khí mù tạt, chất độc thần kinh VX và sarin. Nga thông báo tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học vào tháng 9 năm 2017, hoàn thành nghĩa vụ theo CWC trước Mỹ 6 năm. Nga ký CWC năm 1993 và khởi động chương trình tiêu hủy vũ khí sau đó 3 năm, đồng thời cam kết hoàn thành quá trình trước năm 2020. Vũ khí hóa học được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ nhất, cách đây hơn một thế kỷ, gây ra thương vong lớn cho lực lượng các bên tham chiến. Điều này khiến vũ khí hóa học bị lên án mạnh mẽ sau Thế chiến thứ nhất. Trong Thế chiến thứ hai, vũ khí hóa học không được sử dụng nhiều như Thế chiến thứ nhất. Một số quốc gia sau Thế chiến thứ hai tiếp tục cất giữ và phát triển vũ khí hóa học. Theo thống kê, sau khi CWC có hiệu lực tháng 4 năm 1997, thế giới có tổng cộng 72.000 tấn vũ khí hóa học. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5,
là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 bây giờ ngay luôn nha. Lính Ukraine tự chế vũ khí chống UAV bằng 6 khẩu AK. Một nhóm lính Ukraine gắn 6 súng trường AK-74 lên bệ để biến thành súng 6 nòng tự chế, đối kho UAV cỡ nhỏ nhưng hiệu quả không cao. Video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 7 tháng 7 cho thấy một binh sĩ Ukraine khai hỏa súng 6 nòng tự chế nhằm vào máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ. Chưa rõ chủng loại UAV bị nhắm bắn, cũng như liệu đây là hoạt động thử nghiệm hay tình huống chiến đấu thực tế. Cộng vũ khí mà người lính này sử dụng gồm 6 súng trường tấn công AK-74, được gắn đồng trục theo vòng tròn, dựa trên bệ đỡ gồm nhiều chân thép và được trang bị đầu ruồi để ngắm bắn. Cụm cò trung tâm kết nối với cò của 6 khẩu AK cho phép sở thủ khai hỏa toàn bộ súng cùng lúc. Trong video, lính Ukraine liên tục bắn về phía 2 UAV cỡ nhỏ đang bay gần đó. Tuy nhiên, hiệu quả của khẩu súng 6 nòng tự chế này không cao, khi không có viên đạn nào trúng mục tiêu. Một binh sĩ đứng bên cạnh còn sử dụng súng máy DB-27 ra đời từ thập niên 1920 để nhắm bắn UAV. Quân đội Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn khi ngăn chặn UAV, loạt vũ khí Nga đang tăng cường sử dụng trên chiến trường. Khi đó, nổi bật là UAV tự sát Lancet. Các binh sĩ Ukraine cho biết Lancet đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn tại khu vực tiền tuyến những tháng qua, khi loại khí tài này phá hủy như mục tiêu đắt tiền của Kiev. Những video được quân đội Nga đăng cho thấy Lancet tập kích hàng loạt khí tài do phương Tây chuyển cho Kiev, trong đó có những tổ hợp pháo tự hành trị giá hàng triệu USD và radar của hệ thống phòng không tầm trung IRIST. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng triển khai hàng nghìn Laycam mang thuốc nổ hoặc gắn đầu đạn súng tăng RBG để tập kích xe thiết giáp, hầm hào và điểm tập trung binh lực của Ukraine. UAV là mối đe dọa thường trực ở tiền tuyến. Nhiều video cho thấy lính Ukraine cố gắng dùng súng trường để chặn UAV, nhưng đó là điều rất khó khăn. Khẩu súng 6 nòng tự chế này tận dụng nguồn vũ khí sẵn có để tăng mật độ hỏa lực, với hy vọng cải thiện tỷ lệ trúng đích, dù hiệu quả thực sự vẫn là dấu hỏi lớn, bình luận viên Oliver Bucken viết trên trang quân sự Warzone của Mỹ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video tin tức ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng trọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã lắng chú ý theo dõi bản tin ngày hôm nay cũng như ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.